Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã, còn sau lưng mình là Toàn, Danh, Dẹo, Sang thì đang chạy lên mọi người. Đây, sau lưng anh em mình đây. Và đây là cúng tổ của anh em mình hàng năm đó mọi người. Thì năm nay khác cái là anh em mình sẽ cúng ở nhà mới của chú Khánh chứ không phải là cúng đằng kia nữa. Nếu mấy năm trước thì anh em mình cúng đằng kia, rồi năm nay thì là đây. Sáng giờ mình cũng có quay rồi, sáng thì anh em mình lên sớm rồi đốt nhang đằng kia, cúng đồ đằng kia, đốt nhang kia, xong rồi giờ chiều anh em mình mới lại đây rồi đãi nè. Đây, quay vô đây cho mọi người xem đó. Đó, mấy ông đó làm trước rồi đó mọi người thấy không? Cô đây, chú chị cô đây chạy dữ lắm mọi người. Thì mọi người đón xem clip hôm nay của anh em mình sẽ đãi tiệc. Đãi tiệc thì tiệc gì? Cúng tổ. Tiệc cúng tổ mà. Đúng rồi, cũng lạ miệng đó. Thì anh em mình đãi tiệc cúng tổ này để xem hồi nó nhậu xỉn cho nó quậy cỡ nào nha mọi người. Thì hổm dài, nói chung là hổm dài cúng tổ rồi, nói chung là lu bu với lại mình bệnh đó mọi người, cho nên là mấy anh em không quay được clip cho anh nhiều, cho nên là không có đăng được. Bữa anh ba này chơi hơi ngổn nha. Ờ, anh ba hơi hổn, đến anh ba hút quá luôn. Chua lẹm luôn. Clip đó mình sợ lên YouTube đánh gậy mọi người, mình tắt luôn rồi. Mình không dám để luôn mọi người, để cho mấy bạn coi chơi một cái mà thôi rồi mình tắt rồi. Mình không dám để lâu, sợ đánh gậy là bánh kênh luôn á. Ba này nha, ổng ha. Không có, không biết gì chứ. Lâu quay này, ổng rồi. Bữa đó bệnh thì chạy hết à. Ok, thì giờ anh em mình sẽ đợi khách cứ lời đủ rồi sẽ quay tiếp cho mọi người xem coi ngày hôm nay anh em mình cúng những diện gì rồi anh em mình sẽ nghe mỗi tiết mục đó. Đúng rồi. Câu tiết mục, này có tiết mục múa lăng trước nè. Rồi ảo thuật mọi người, rồi siết nè, tùm lum hết trơn á. Lô tô, có hát lô tô luôn. Có lô tô luôn hả? Có siết mã cho dình môi nữa. Lô tô quay dính không quyền. Không có dính. Không dính. Lô tô đâu dính đâu. Hồi vậy anh siết kìa, siết mã cho dình môi kìa. Ok, hồi mọi người nhớ đón xem clip này đi, xem coi hôm nay có tiết mục gì, có gì hấp dẫn nha mọi người. Ok. Ok, giờ anh em đang thay đồ nha mọi người. Sao bạn đó? Đó, đang thay đồ. Em là em của em đó mà. Rồi, dạ anh Phúc, anh nói đi Phúc. Anh mình có mình mà anh chẳng có quay. Ờ, mình xin lỗi nha. Anh chống rồi. Anh chồng muốn này. Rồi gì, bạn đồ với em vậy? Bạn đồ gì kìa? Bạn nó kiếm cái gì kìa? Sao mày? Thì nói chung là giờ này cách khứa cũng khá là đông rồi đó mọi người. Đây. Đó. Né cái mặt mày ra. Đó mọi người, cách khứa khá là đông phải không? Thì bây giờ anh em mình cái gì? Muốn lẹ lẹ cái nhảy. Nhảy hả? Ừ. Sao phải nhảy quá vậy? Nhảy cho nó hết đi hết dụng. Mặt phải nhảy quá. Ok, giờ để tụi nó thay đồ xong rồi sẽ bắt đầu cái tiết mục của ngày hôm nay anh em mình là khai mạc, trước khai mạc rồi xiết ảo thuật đồ. Hồi anh em mình sẽ làm một lần một nha mọi người. Ờ, hồi mày xỉn muốn lên múa thì mình múa, phải nhảy như cái lúc bữa mày đám hỏi nha. Rồi ok. Và tối đêm nay là ngày 22 tháng 9 tức là ngày 27 tháng 8 âm lịch.
chiến sĩ ảo thuật ca đến với thành phố là Hồ Chí Minh, càng nhiều hơn và thiết bị không biết nói gì hơn và thiết bị phụ nữ buổi tiệc nho nhỏ để làm quà và cái điểm tối đêm nay thì bọn cũng chúc toàn thể các cô chú chị mình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn tấn tài tấn lộc kỳ vạn sự như ý. Vâng, và đêm nay là ngày 22 tháng 9, tức là ngày 27 tháng 8, thì đêm nay là ngày cúng tổ của đội lên trên con đường của thành phố Sa Đéc và có cộng tác với một nam thanh lịch đó xuyên ảo thuật gia đến từ thành phố Hồ Chí Minh và chờ về đây để cúng tổ ngày 27 tháng 8 tối đêm nay. Thì tín hiệu cũng không biết nói gì hơn, thì chủ gia trong nhà có làm gì sơ sót thì mong rằng các cô chú chị mình cũng điều chỉnh bỏ lỗi và chúc cho các cô chú anh chị mình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn tấn tài tấn lộc vạn sự như ý. Và tiết mục cuối nữa thì các cô chú mình sẽ đỡ cho lưu qua cho cái liệu ba tiết mục quý vị. Một tiết mục cuối nữa là chương trình lô tô xô, thì các cô chú mình có thích những lô tô xô thì các cô chú mình sẽ đỡ cho lưu qua các cái đẹp bên trên để phục vụ các cô chú mình chương trình lô tô xô quý vị. Và một lần nữa chương trình Vũ Lâm xin được phép bắt đầu. We'll be right back.
Thôi chị không lần nữa thì xin mời quý vị và các bạn trong nhà vỗ tay thật to thật lớn để chào mừng nhà cũng tổ thất đại nha. Mấy mối là vô bia liền vậy? Là hướng cho toàn thể các quý vị và các mình dùng một buổi tiệc thật là. Lời nói đầu tiên khi khách thay mặt cho câu lạc bộ Lân Sư Đồng của mình từ thành phố Sa Đéc, nhân sĩ Khánh Minh Đường, thành phố Sa Đéc xin gửi lời chúc đến quý quan khách trong buổi tối đêm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Vâng, kính thưa quý vị, thì cứ vào tháng 8 hàng năm thì anh em chú cháu có tổ chức kia một cái buổi tiệc nho nhỏ cũng lễ tổ của tổ nghiệp của anh em chú cháu, thì Duy Khánh cũng thay mặt đội cùng gia đình cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã nhín chút thời gian quý báu đường xá xa xôi đến đây để dự buổi tiệc của gia đình mình. Thì mình cũng không biết nói gì hơn, thay mặt gia đình và các anh em trong đội xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị quan khách và chúc quý vị quan khách có một buổi tối thật vui vẻ nhất gia đình mình nha mọi người ơi. Lăng thì cũng mà để mở đầu thì mình có tiết mục của Lăng, xong thì mình sẽ giao lưu ca nhạc, sau nữa thì anh em chúng cháu sẽ biểu diễn những màn xiếc ảo thuật để phục vụ cái buổi lễ hôm nay. Nếu có điều chi sơ sức xin quý vị quan hỷ cho nha. Rồi bây giờ thì xin mời Thí Liễu trở lại chương trình ạ. Một lời chào thân thương và đẹp trai nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ. Và hôm nay đến đây Thịnh có một tiết mục ảo thuật nho nhỏ muốn giao lưu cùng với tất cả quý vị. Và tiết mục này Thịnh muốn nhờ một người nào đó tự tin rằng mình đẹp trai, đẹp gái lên đây hỗ trợ với Thành diễn tiết mục đèn đâu ạ. Anh lên đèn sáng hết mức cho em. Rồi mời một bạn nhé, nam hay nữ gì cũng được ạ. Thì xấu à. Mời một bạn nào đó đi. Không anh. Và ở trên tay của Thành đang có một vài quân bài. Và một vài quân bài này thể hiện cho tất cả những hành động mà chúng ta thường làm. Không biết là lá bài này hơi nhỏ, quý vị ở dưới thấy rõ không ạ? Thấy rõ không ạ? Rồi, cái này là gì? Nghĩ. Rồi, bước ra giúp em nha. Bước ra. Rồi, tiếp tục đó chính là những hành động chúng ta hay làm hàng ngày ha. Đứng. Ngồi. Ngủ. Đi. Chạy. Tắm. Uống. Và cuối cùng là nằm. Và đây là những hành động mà chúng ta thường xuyên làm tại nhà. Thường xuyên làm, đúng không? Rồi bây giờ em nhà anh chúng ta hãy tráo những hành động này lên. Rồi, xong chưa? Rồi, anh bỏ vào trong này. Bỏ vào. Rồi, bây giờ anh giơ tay lên cho mọi người xem. Rõ ràng tay không, không có gì khác, đúng không? Rồi, bây giờ anh chọn tay vào và lấy lên giúp em một hành động tốt kỳ. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một mình anh nhìn thấy hành động đó thôi. Nha. Mọi người ở dưới không thấy, và kể cả em cũng không thấy luôn. Rồi, ok chưa? Rồi, giữ chưa? Rồi, bây giờ anh hãy giấu hành động này vào chỗ nào kín nhất của anh. Giấu đi. Chồng đi. Chồng. Rồi, rồi, xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Rồi. Và hôm qua Thịnh có một giấc mơ thưa quý vị. Và giấc mơ ấy Thịnh đã tiên tri rằng anh Trường đã bóc được cái hành động nào trong vô số những hành động mà quý vị đã xem. Mà anh đứng đây. Tuy nhiên, và bây giờ Thịnh sẽ vẽ hành động đó lên trên một tấm bảng, và tất cả quý vị đều thấy duy nhất
một mình anh Trường không được thấy nha. Rồi nhớ kỹ. Và sự im lặng quý vị, đó chính là sự thành công của Thịnh đêm nay. Giờ đây,
tên của em rồi tối ngủ với em. Bây giờ ba cái phong bì và tóc đi anh. Một cái 500, một cái 200 thì cái 100. Thằng thứ hai. Giờ mới. Ủa đây hả? À Tân lấy ba sĩ Tân. Ấm bên nào? Ba sĩ là đi rồi. Rồi anh bóc đi. Bóc đi anh. Hai nó con.
bắp gì dưới là dạch chanh thôi. Thôi dạch luôn đi anh, dạch luôn cho ta hồi hộp. Dạch một mình anh biết thôi. Thôi tôi dạch phá, phá. Vô đây. Làm cái gì mà đòn dạch rồi, đừng có bội. Đừng có dội mà xé ra xe nó có linh. Đó, lấy xong cuối chương trình là mình xé ra bức có linh cho nó đi. Mình biết con đó là có chuyện gì, dẫm cho nó đi. Rồi, tao tao đủ đi ông Tấn ơi, đủ đi. Một chiếc cục thứ hai, một dòng loại thứ hai trên đây, và chỉ có ai trả lời cho thằng cái đừng có xé nha. Bây giờ bóc đi, bây giờ cứ bóc đi. Ai lớn nút nhất là bóc. Rồi, và con số đầu tiên là số 47. Có 1. 53. Có 2. 26. Dạ có 3. 18. Dạ, 47, 53, 26, 18. Quy nhân thứ nhất và một quy nhân thứ hai. 53. Dạ có 1. 42. Dạ có 2. 15. Dạ có 3. 8. Dạ hợp lệ. 42, 53, 15, 68, 2. Một quy nhân thứ 3. 53. Dạ có 1. Dạ của em. Dạ có 2. 21 có 2. 47. 18. Dạ có 3. Có 1. Dạ hợp đi. Rồi 53. Số 1. Chờ 1 không bị. Chúng ta làm 3. Đó bây giờ bỏ 3 đầu bóp 5. Bóp 3 còn lại luôn đi. Rồi chị số mấy? Đây trời ơi 2 chục nè. 17 về lần 28 à, đúng luôn. Rồi anh chọn đi. Ổng 28. Ổng 28. Ổng 28 vào. Rồi, nè nè, anh chọn đi anh. Trời ơi, cái nào cũng chỉ có 1.000 đồng mà giờ lửa kia không biết mệt quá à. Cái này, cái hình đây, không
phải là quý vị mình ơi, cho cái điểm đó như thế này. Đó cũng có mì, không phải là đâu nha. Cũng có mì. Em còn chồng mì nữa cho quý vị nha. Chồng cuối cùng phong mì thì giá nho nhỏ cho quý vị. Đó đây là quà lưu niệm tối hôm nay. Đó ai sẽ có phong mì này để quý vị chúc toàn thể quý mình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn tấn tài tấn lộc và dạng sự như quý vị. Đó. Cháu lên chúng ta cháu đi tàu cháu và cô thương cháu nè, cháu không bằng út gì à, bà không út gì gì nằm trong cây trái ông vào nhà mái ông mà vui cây cây la 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 rồi 58 đi có 1 34 có 2 con le le 22 có 3 dạ số 7 có không có thiệt không thiệt. Anh ơi em đặt phòng rồi còn số 1 chút xíu vô nha nè, cái chỗ quà của anh đi nè, chỗ quà nha chị, cầm này đi anh, cầm này đi dạ. Cái gì nữa trời ơi không chúng không lấy được ra cái bông rồi má. Cái này chơi gì lấy cái gì à? Còn đi chọn một. Tại vì thua thì trúng thì hả? Trúng thì lấy thua đòi lại tại vì đi chơi. Trời. Na cái này đang cung má. Trời bà nội trái cây đang cúng bà nội ơi. Cái này con nè. Có phong bì. Bà nội hai con chọn món một phong bì hai chị em mình. Tặng thằng luôn đi. Cho ba nói hả? Vậy là ba chặn rồi hả? Vậy là ba chụp, nhưng mà ba ơi, ba không sao cho ba chụp chúng cho ba. Nhưng còn phần, dạ phần quà của ba là lễ chùa Kim Biên là nha. Ba anh ơi, tôi đang tặng phong bì nè. Rồi, chương trình luôn, tôi đang tặng phong bì nhà mình. Để là quà kỷ niệm, không có sao hết trơn á. Ba người, người nào có phong bì? Phong bì hai chúng đâu? Rồi, ba người anh lên đi, đứng đây đi. Em đến, má có dập ra, em sẽ đến 1, 2, 3. Đó, anh trai mình dắt không phải là coi được bao nhiêu. Rồi cái gì bên trong chạy cái tay lên cái bên dưới nhà sau cái tay lên cái tay cái tay. Trời đất ơi, em nói thiệt chứ em biết mà dò chúng 2.000 đồng em không có dò đâu thiệt á. Vô yêu vậy á. Sao sinh ri được không? Đến kiếm ông nội đó. Ừ, đi kia em 14 kia. 2.000 đẹp ơi. Sao ba? Quýnh đề. Trời ơi, 2.000 quýnh không được cái đầu nữa. 14 kia em được không? Em nói chuyện 14 kia người ta lôi bài này đi. Ông đành, quý vị bên đây, chương trình Lô Tô Xô của chương trình xéo lại rồi. Và đây là chương trình ca nhạc từ chiếc điểm cũng mời quý vị Quan Khắc Bình đến bây giờ dự bữa tiệc ca cũng tổ tác hôm nay. Thì tiến hành cái bên trên để đăng ký hát cho tặng cho chúng ta những phút chuẩn bị mình đây. Rồi thì nói như thế này chị đó, thì tại hôm nay là năm cúng tổ thì bên trên cái biểu và chị đẹp Tân Châu đến từ thành phố Vĩnh Long có làm một gì sơ sót thì mong rằng các cô chú chị mình nhiệt tình bỏ lỗi cho bên trên quý vị, tôi nói vui là chính quý vị đó, tôi nói vui là chính đó, không có cái gì mà để mình vui mình phải vui lên đó để cổ vũ tinh thần quý vị. Vâng, và trở lại chương trình ca nhạc thì một từng phút thôi và tín hiệu sẽ tặng mời các anh trai mình ai có nhắn tinh thần tặng cho bên trên để đăng ký hát những từng phút.